Khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chia sẻ du học Úc cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với một bạn du học sinh, bạn tên là Nguyễn Ngọc Thanh, vừa nhận được visa du học Úc của mình. Xin chào Thanh. À, xin chào chị, xin chào bạn. Câu hỏi đầu tiên là Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. À, mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh, thì cũng giống như chị đã giới thiệu rồi á, thì mình hiện tại mình đang ở quận 3 và trước đây thì mình cũng học là RMIT. Và đây là lần đầu tiên mình xin visa apply qua bên Úc. Khi mà qua bên Úc thì mình chọn học chuyên ngành gì cũng như là trường nào vậy bạn ha? Mình vừa kết thúc xong là đại học ở bên Việt Nam thì bây giờ mình tiếp tục học ở RMIT. Nhưng mà mình học về MBA ở bên đó. Thì đây là cái dự định tiếp theo của mình. Vậy chưa phải là dừng lại đâu. Thì hiện tại mình có rất là nhiều bạn ở bên đó và cũng có một vài người thân. Nhưng mà mình lại lựa chọn là homestay thôi. Hy vọng là cái môi trường homestay sẽ giúp cho các bạn là dạn dĩ hơn và sớm thích nghi hơn với cái môi trường du học của mình. Và một câu hỏi nhỏ nữa là bạn biết thông tin của Tân Đại Dương qua đâu vậy bạn ha? À, tại vì lúc trước thì bạn của mình cũng đã từng thông qua Tân Đại Dương để đi xin visa qua bên Úc một lần rồi. Thì bây giờ là dựa trên cái thông tin mà mình xem ở trên mạng và cùng với sự trao đổi giữa mình với bạn của mình thì mình đã quyết định chọn Tân Đại Dương. Tại Tân Đại Dương thì ai là người giúp bạn chuẩn bị hồ sơ du học của mình? À, trên Tân Đại Dương thì mình gặp chị Hà. Thì chị đã hướng dẫn mình rất là tận tình. Thứ nhất là thông qua điện thoại, cái thứ hai là mình cũng có lên trao đổi trực tiếp ở tại công ty. Nên được sự hỗ trợ của chị thì hồ sơ của mình tiến hành rất là thuận lợi. Trong thời gian khoảng một tháng rưỡi thì mình đã báo được là cái hồ sơ của mình gần hoàn tất. Thì trong vòng là gần 3 tháng thì mình là chính thức book cái vé để bay qua Úc. Hiện tại thì mình được biết cái chương trình của mình thì kết thúc trong vòng 2 năm thì mình sẽ hoàn tất cái chương trình MBA. Sau khi mà cái hồ sơ của mình đã hoàn tất rồi á thì mình sẽ sang Úc, xong rồi sau đó là nửa năm em trai của mình cũng đang học lớp 12 ở trường Nguyễn Khuyến á thì bé cũng có quyết định là sẽ đi sang Úc tiếp tục. Mình cũng có giới thiệu với em, mình cũng có nói với trước với gia đình là sau khi mà em tốt nghiệp ấy, thì sẽ nhờ bên Tân Đại Dương tiếp tục hỗ trợ cho cái hồ sơ của em đi du học Úc để nó tốt đẹp hơn, dễ dàng hơn nữa. Tân Đại Dương rất vui khi nhận được tín nhiệm của bạn đó. Cảm ơn. Tại vì thật sự thì nói thì làm ở bên đây thì cái gì nó cũng rõ ràng hết. Nên mình rất là thích về cái quá trình được phân tích rất là kỹ lưỡng của chị, cũng như là sự hỗ trợ ở bên đây rất là tận tình. Mình thích lắm. Khi mà du học xong rồi thì bạn có dự định gì cho tương lai không bạn? À, trong tương lai thì sau khi mà kết thúc cái khóa học này á thì mình dự định là sẽ, nếu mà cái việc học của mình thuận lợi thì và cái công việc của mình thuận lợi, nếu mà ở bên Úc á thì mình có thể xin phép ở lại Úc để làm một thời gian, còn không thôi á thì mình sẽ chuyển tiếp qua bên Mỹ để mình tiếp tục học nữa. Vâng, Tân Đại Dương hy vọng rằng bạn sẽ sớm hoàn thành được ước mơ du học của mình, và nếu có dịp thì bạn hãy ghé thăm Tân Đại Dương bạn nha. Một lần nữa thì chúc bạn du học thành công ha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Và để được hỗ trợ hồ sơ du học Úc như bạn Thanh đây thì bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879, hoặc cũng có thể đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là Tân Đại Dương chúng tôi hiện không có chi nhánh ở Hà Nội.